Hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2020, thứ hai tuần thứ bảy mùa thường niên năm Chẵn. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh em, người ấy hãy lấy đời sống tốt lành mà bày tỏ công việc của mình thấm nhuần sự hiền từ khôn ngoan. Còn nếu anh em có lòng ganh tị chua cay và thích cãi vã, anh em đừng lên mặt và nói dối nghịch cùng sự thật, vì thứ khôn ngoan đó không phải từ trời xuống, mà là thứ khôn ngoan phàm trần, mang nặng thú tính và là của ma quỷ. Bởi chừng ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Giờ sang Chúa trên trực làm hoang lạc tâm can. Luật pháp Chúa toàn thiện bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định phá ngu kệ dốt. Giờ răng Chúa chinh trực làm hoang lạc tâm can. Giờ răng Chúa chinh trực làm hoang lạc tâm can. Mệnh lệnh Chúa trong người sang soi con mắt. Giờ răng Chúa chinh trực làm hoang lạc tâm can. Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết. Còn mai muôn đời phán quyết của Chúa chân thật công minh hay thầy. Giờ răng Chúa chinh trực làm hoang lạc tâm can. Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhiên. Lạy Chúa là đa tàng, là đấng cứu chuộc con. Giờ răng Chúa chinh trực làm hoang lạc tâm can. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống và đến cùng các môn đệ, người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông. Vừa thấy người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào người. Và người hỏi họ rằng, các người tranh luận gì với nhau đó? Một người trong đám đông trả lời rằng, lạy thầy, tôi đem đến cùng thầy, đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó, bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra. Tôi đã xin các môn đệ thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực. Người đáp lại, hỡi thế hệ cứng lòng tin, ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho ta. Và người ta đem nó đến. Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền giặt vặt đứa bé dữ dội. Đứa bé ngã ra, sùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng, nó bị như thế từ bao giờ? Ông ta đáp, thưa từ lúc bé, quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu thầy có thể làm gì được, xin thầy thương giúp chúng tôi. Chúa Giêsu nói với ông, sao lại nói, nếu thầy có thể. Với kẻ nào tin thì mọi sự đều có thể được. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên, thưa thầy, tôi tin, xin thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi. Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, người nặc nộ thần ô uế rằng, hỡi thần câm điếc, ta truyền cho mi, hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa. Sau khi kêu thét và dằn vặt đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói, nó chết rồi. Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó, nâng dậy và nó đứng lên. Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng người, tại sao chúng con lại không thể trừ được nó? Người đáp, loại đó không thể trừ được nếu không cầu nguyện và ăn chay. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sức mạnh của cầu nguyện. Tại sao chúng con đây là không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp, giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được mà thôi. Mắc-cô chương 9, câu 28, 29. Suy niệm, các môn đệ hôm nay đã thất bại trong việc trừ quỷ, mặc dù trước đó Chúa đã trao quyền này cho các ông. Tại sao các ông thất bại? Chúa Giê-xu đã cho chúng ta câu trả lời, đó là vì các ông thiếu cầu nguyện. Cầu nguyện chính là được kết nối tương quan với Thiên Chúa và được Thiên Chúa chuyển thông sức mạnh của Người qua con người yếu đuối của chúng ta. Thiếu cầu nguyện là thiếu ân Chúa, nên các môn đệ bước vào cuộc chiến không cân sức với ma quỷ. Mời bạn, thế giới của ma quỷ là thế giới vô hình, mắt thường không thấy. Chính vì thế mà rất nhiều người mất cảnh giác, rơi vào cạm bẫy tinh vi của chúng. Hơn nữa, con người thực dụng hôm nay chẳng thích thú gì với việc cầu nguyện, cho rằng việc đó là việc phí giờ vô ích. Các nhà tu đức cho rằng, không cầu nguyện, con người tự mình nhảy vào hỏa ngục, không cần ma quỷ cám dỗ. Chính Chúa Giê-xu trong cơn dầu sôi lửa bỏng ở vườn cây dầu đã khẩn thiết kêu gọi các môn đệ, anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chức cám dỗ. Mắc-cô chương 14, câu 38. Chúa sẵn sàng thông ban sức mạnh của Người cho chúng ta nếu chúng ta chuyên chăm cầu nguyện. Sống lời Chúa. Bạn khởi đầu một ngày mới bằng việc cầu nguyện xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho những việc bạn sắp làm trong ngày. Trước khi kết thúc một ngày, bạn cũng cầu nguyện để tạ ơn, để sám hối và để cầu xin cho một ngày mai sống đẹp lòng Chúa hơn. Cầu nguyện, lạy Chúa, con tin Chúa có thể làm được mọi sự. Xin cho con biết luôn kết hợp với Chúa để sức mạnh của Chúa được thể hiện trong con. Amen. Trích 5 phút suy niệm lời Chúa hàng ngày. Không khí. Trong kho tàng văn chương Ấn giáo có ghi lại câu chuyện như sau. Có một đệ tử đến thưa với vị lãnh đạo của mình. Thưa thầy, con muốn gặp Chúa. Vị lãnh đạo chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cười thanh lặng. Ngày hôm sau, người môn sinh trở lại và bày tỏ cũng một ước muốn. Vị lãnh đạo vẫn mỉm cười và tiếp tục giữ thanh lặng cố hữu của ông. Một ngày đẹp trời nọ, ông đưa người thanh niên đến một dòng sông. Thầy trò cùng trầm mình xuống nước, chờ cho người đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong dòng nước mát. Bất thần vị lãnh đạo túm lấy anh và dìm xuống nước một hồi lâu. Người thanh niên cố gắng vùng vẫy để trồi lên mặt nước. Lúc bấy giờ vị lãnh đạo mới hỏi anh, khi bị dìm xuống nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất? Không một chút suy nghĩ, người đệ tử đáp, thưa, con cần có không khí để thở. Lúc bấy giờ vị lãnh đạo mới dẫn giải, con có cảm thấy ước ao gặp gỡ Thiên Chúa như vậy không? Nếu con khao khát như thế, con sẽ gặp được Ngài tức khắc. Ngược lại, nếu con không hề có ước muốn ấy, thì dù con có vận dụng tất cả tài trí và cố gắng, con cũng sẽ không bao giờ gặp được Ngài. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta đã làm việc thiện. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta đã tránh được điều xấu. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta đã cầu nguyện. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta đã sống tử tế. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta can đảm. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta cố gắng, rèn luyện ý chí. Chúng ta thánh thiện không phải vì chúng ta hy sinh, phục vụ. Sự thánh thiện của chúng ta chính là Thiên Chúa, chính nhờ tham dự vào cuộc sự sống của Ngài mà chúng ta mới có thể làm việc thiện, mới có thể tránh được điều xấu, mới có thể cầu nguyện, mới có thể can đảm, vui tươi. Cũng như người đệ tử khao khát gặp Chúa, chúng ta hãy xin Ngài ban cho chúng ta được thông dự vào sự sống của Ngài, để nhờ đó chúng ta mới có thể mang lại hoa trái của sự thánh thiện. Bài trích sách lẽ sống.